Trái ngược với không khí vắng lặng bên ngoài, bên trong quán phở Z586 của anh Nguyễn Trung Hiếu nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ lại là một tinh thần sốt sắng thực hiện những tô phở thơm ngon đầy tình người. Người nhanh tay trụng phở, người tranh thủ thái lát nguyên liệu để nhanh chóng hoàn thành 25 phần phở, phục vụ miễn phí cho các chiến sĩ tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát trên địa bàn quận Cái Răng. Nhà lúc đầu khoảng cách 2 ngày khi mà những cái trạm được thành lập thì mình đã triển khai rồi. Thì tại vì ban đầu mình chạy qua chạy lại thường xuyên những cái trạm đó, thì mình thấy các bạn làm việc rất là cực lực, làm việc 24/24. Và mình lúc thời điểm đó thì mình có nghĩ là bây giờ mình phải hỗ trợ gì cho các bạn, nhưng mà mình có đủ điều kiện để hỗ trợ những cái phần ăn sáng như vậy để cho mấy bạn có đủ sức lực để các bạn hoàn thành công việc của các bạn. Hoạt động triển khai đã hơn 10 ngày, đã có hơn hàng trăm bát phở được gửi tặng đến các chốt kiểm dịch. Trung bình mỗi lần như thế, anh Hiếu hỗ trợ từ 25 đến 35 suất phở. Tùy vào số lượng người các chốt, nguyên liệu được anh Hiếu chuẩn bị sẵn từ lúc nửa đêm. Mỗi buổi sáng, các phần phở sẽ được chuẩn bị nhanh chóng và đóng gói cẩn thận mang đến tận tay cho các bạn tình nguyện viên, các chiến sĩ tham gia chống dịch. Chính bát phở ấm nóng, ngon lành là nguồn năng lượng rất lớn mà anh Hiếu muốn dành cho những người vất vả ngày đêm ở chốt kiểm dịch, giữ an toàn cho thành phố. Được người dân hỗ trợ thức ăn, góp sức những phần ăn để giúp cho nó, điều đó nó tạo ra rất là nhiều động lực cho những anh chị ở đây cùng chung sức, chung tay để làm công việc, hoàn thành công việc tốt hơn để phòng chống cái bệnh Covid hiện tại. Chủ quán phở cho biết sẽ duy trì việc tặng phở đến khi nào các chốt kiểm soát y tế hoàn thành nhiệm vụ. Giữa thời buổi, ai nấy đều khó khăn về kinh tế vì dịch bệnh. Nghĩa cử nhân văn của anh Hiếu đã viết thêm câu chuyện đẹp giữa người với người, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.